Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn tham gia một chương trình để góp nhận hai token có ký hiệu là FBTC các bạn. Một token trị giá khoảng 8 đô cho dự án này các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video của mình, mở link form ra. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join vào kênh group này các bạn. Join vào kênh group và kênh seller của nó nè. Rồi, trên Telegram đó các bạn bấm join vào người ta các bạn. Sau khi bạn join xong thì bạn mới đáp lại nè. Sau khi bạn join kênh group xong, tiếp tục bạn join vào kênh seller nữa nè các bạn. Bạn join vào các bạn. Tốc cần FBTC này sẽ list lên sàn Bankage Swap, Hotbit, KuCoin tùm lum thôi bạn. Rồi bạn sau khi bạn join xong các bạn nhấp vào ba bên cùng nè. Các bạn nhấp vào check-in nè. Các bạn copy username của mình là cộng anh 4 số 1 nha các bạn. Rồi các bạn chạy về lên form nè. Khoan các bạn chờ lên form chút xíu. Các bạn điền lại username Telegram của mình chỗ này nè các bạn. Đầu tiên nha các bạn. Cộng anh 4 số 1. Những bên nào tự đã biết thì tự làm nha các bạn. Còn mình hướng dẫn chậm chậm cho tất cả các bạn nào bạn mới luôn các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn follow Twitter, submit và retweet nè. Gọi là username Twitter mình nè. Trên Twitter thì các bạn theo dõi nè. Các bạn like nè các bạn. Các bạn chỉ chẳng như tweet nữa các bạn. Các bạn tan 2-3 người bạn của mình vào đi các bạn. Rồi các bạn tweet lại nè. Sau khi tweet xong thì các bạn trở về lên form các bạn. Để chờ nó tweet chút xíu thôi các bạn. Rồi sau khi tweet xong thì các bạn trở về, các bạn điền lại username Twitter của mình. Các bạn mở Twitter của mình thì sẽ thấy được username của mình nha các bạn. Các bạn nhớ tìm vào cộng đầu tiên nè. Cái này là 9. Rồi tiếp tục các bạn subscribe kênh YouTube nó gọi là ULGL nè các bạn. Các bạn nhấp vào đây subscribe kênh YouTube nè các bạn. Trên kênh YouTube, trên kênh YouTube nè các bạn bấm đăng ký nè các bạn. Rồi các bạn nhấp vào bấm vào bên cùng, nhấp vào kênh của mình nè các bạn. Các bạn nhấp vào kênh của bạn nè. Rồi các bạn nhấp vào ba gạch bên cùng, các bạn nhấp vào chia sẻ các bạn. Rồi sau đó các bạn sao chép đường dẫn các bạn, sao chép đường dẫn rồi các bạn bắt upload cái link form hồi nãy nè các bạn. Các bạn dán vào đây nha các bạn. Tiếp tục cái mã ghép này thì các bạn điền giúp mình là cộng anh 4 số 1 nha các bạn, là mã ghép username Telegram của mình ở cộng mình để dưới phần link mô tả này các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ BNB Smart Chain Best 20 thì các bạn mở địa chỉ với chocolate của mình ra. Thì các bạn copy địa chỉ BNB Smart Chain này nè các bạn. Các bạn sao chép lại nha các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi các bạn bấm gỡ là xong nha các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn nhận hai token FBTC đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.